Hello anh em, hiện tại thì mình đang ở Hà Nội rồi. Cũng đã 2 tuần trôi qua kể từ khi mình từ Đà Lạt ra đây sống và làm việc. Thì thời tiết ở Hà Nội hiện tại đang mưa. Đó, trời rất là lặng luôn. Nhưng mà mình cũng đã dần quen rồi, tại vì mình ở Đà Lạt mà. Và kể từ khi ra đây ấy, thì đa số những bữa ăn ấy, mình đều ăn ở các hàng quán là nhiều. Vẫn chưa có một bữa ăn nào được gọi là tự tay mình nấu cả. Nên là hôm nay mình quyết định sẽ tự làm một vài món cho buổi tối này nhé. Và đó sẽ là những món gì? Mọi người cùng xem nhé. À, hiện tại thì thời tiết bên ngoài vẫn đang mưa. Ban đầu thì mình tính ra chợ Châu Quỳ để mua một vài món đồ ấy, nhưng mà thời tiết mưa như vậy chắc là không đi được rồi. Và ở dưới tầng 1 ấy cũng có siêu thị. Chắc là mình sẽ vô siêu thị để mua luôn cho gần nhá. Trứng nằm đâu ấy nhỉ? Đây, trứng sẽ là cái mình chọn đầu tiên trong buổi tối ngày hôm nay. Thêm một vài món nữa đi. Rau. Có trứng chiên rồi, có thêm một ít rau xào nữa thì ngon hơn, đầy đủ hơn. Rau muống đi. Hai cái này trước đi ăn rồi. Có trứng và có rau rồi, chắc là mình sẽ làm thêm một ít cắn gà chiên nước mắm nữa. Đây, cắn gà mình đã chọn đây. Đây nữa. Đây, một củ tỏi nữa. Ui, khá là to luôn. Thì hiện tại Antabi cũng đã vào Sài Gòn để thi đấu rồi, chuẩn bị SBPL mùa sắp tới rồi. Nhà thì còn cùng 3 anh em thôi. Và căn bản nếu mà mình nấu ăn một mình ấy thì nó lại kỳ quá. Và thực đơn tối nay có trứng chiên, rau muống xào tỏi, cắn gà chiên nước mắm. Rất là đơn giản như vậy thôi, mình nghĩ chắc là đủ cho 3 anh em ăn rồi đấy. Ok, hiện tại thì mình vừa mới đi chợ xong. Hôm nay thì như mình đã nói, đây, cắn gà đây. Gà mình sẽ đặt ở đây. Rau muống. Đây. Và thêm một vỉ trứng nữa. Đây, 6 cái trứng vịt. Rồi, chắc là giờ mình sẽ nấu luôn nhá. Giờ này cũng khá là trễ rồi, để các anh còn ăn nữa. Thôi, đầu tiên thì chắc là mình sẽ nấu cơm đi. Đây, vẫn chưa hề có một cái gì luôn. Giờ chắc mình sẽ nấu cơm trước đi đã. Đây, bật nút nồi cơm luôn. Có 3 điều cơ bản mà anh em cần phải biết đó là gì ạ? Đó là mưa, biết chạy vào nhà, mặc dép không được mặc dép trái. Cái thứ ba đó là biết cắm cắm cơm, biết bật nút. Đấy. Đây, đây là rau muống mình mới mua ở siêu thị xong. Giờ chắc là mình sẽ lặt ra để xem lá nào hư nhá. Lặt ra bớt đi. Ok, và hiện tại thì mình cũng đã lặt xong rau muống rồi đây. Mình chia ra làm 2 dĩa đây. Dĩa này nhiều một chút xíu ấy thì mình sẽ để dằn xào. Và còn dĩa này ít ấy thì mình sẽ để luộc. Thiết nghĩ hôm nay có trứng chiên rồi, có gà chiên nước mắm, có rau xào nữa, vẫn chưa có một món gì có nước ấy. Nên mình sẽ chia ra, chia rau muống thành hai phần. Phần này luộc ấy để có thêm một bát căn nhỏ thì bữa ăn nó sẽ trọn vẹn hơn. Đó, nó là như vậy. Rồi ok nhá, giờ chắc là mình lặt xong rồi mình sẽ đi rửa lại phần rau này. Ở nhà anh em rửa rau bao nhiêu nước, nhưng mà thường thì đa số ấy, thường đa số nếu mà để mình rửa rau á, lúc nào cũng là 2 nước trở lên hết. Đó. Nói chung càng rửa nhiều thì rau nó sẽ càng sạch hơn thôi. Đúng không nhỉ? Đây, cắn gà lúc này mình có mua, giờ thì mình sẽ rửa lại một lần nữa, 2-3 nước nữa để cho nó sạch cái phần máu cũng như là phần đông ở trong đây nhé. Thôi. Khi mua gà hay ở bất cứ đâu, dù ở siêu thị hay ở ngoài chợ ấy, anh em cũng nên rửa qua 1-2 lần để cho nó sạch lại cái máu còn tồn đọng lại ở trong gà ấy.
Đây, hiện tại thì mình đã rửa qua một nước rồi. Bây giờ mình sẽ rửa qua thêm một nước nữa để cho cái cánh gà này nó được sạch hơn nhé. Đây, cánh gà của mình hiện tại mình đã rửa xong hết rồi. Mình sẽ để lại ra ngoài để cho ráo nước nhé. Ôi, để qua gần bếp đi. Món của mình hôm nay sẽ là cánh gà chiên nước mắm. Đây rồi, tỏi thì lúc này mình cũng đã mua rồi đây, khá là to đấy chứ. Căn bản là để mà nấu gà chiên nước mắm ấy thì mọi người phải có thêm tỏi nữa, thêm một tí tỏi ớt nữa. Đó, mình pha cái sốt nước mắm nó sẽ ngon hơn rất là nhiều. Rồi, tỏi mình sẽ bỏ hơi nhiều một chút xíu, tại vì tí nữa mình còn một món đó là rau muống xào tỏi nữa. Đấy. Đây, cái phần tỏi mình cắt nhỏ ra mình sẽ để làm sốt. Đây, bỏ riêng ra một cái chén nhé. Đây, còn một ít tỏi này mình sẽ đập ra để xào rau muống. Lúc mà xào rau muống ấy thì căn bản mọi người phải để cái tỏi nó to ấy, thì cái tỏi thì rau muống nó mới thơm được. Đây, tỏi hơi to một chút xíu nhé, không cần phải chặt vụn ra giống như là lúc mình làm sốt gà chiên nước mắm đâu. Ok, và như vậy là đã xong rồi. Cái phần tỏi này mình sẽ để xào rau muống nhá. Rồi, chắc anh em mình tới với món đầu tiên đi. Nhà có 3 anh em thôi, mình sẽ chiên trứng trước. 3 anh em, 3 quả trứng, 3 quả trứng là đẹp rồi. Đây. Một tí gia vị, một chút mì chín đi. Trong mình cái này được gọi là bột ngọt Ajinomoto. Còn khi mà mình ra ngoài Bắc ấy thì đa số mọi người sẽ gọi là mì chín thay vì bột ngọt. Hên quá, suýt nữa là bỏ nhiều rồi. Thêm một tí muối nữa. Muối này là bột căn. Hôm trước mình có đi mua ấy, mua ở dưới siêu thị ở gần đây, mình có kêu là lấy muối và người ta đưa cho cái này, bột căn. Có lẽ trong đây muối sẽ là một muối được gọi là bột căn đấy mọi người nhỉ, nếu mình nhớ không nhầm. Đó. Rồi. Đây. Muối với lại bột ngọt được rồi anh em nhé. Bây giờ mình sẽ đắn lên. Ok, hiện tại thì mình bỏ vừa đổ trứng vào xong rồi. Đây, để trên bếp một tí là nó lại chín ngay đấy. Trứng này thì chín nhanh, tầm 1-2 phút thôi là có thể chín được rồi. Quan trọng là anh phải để cái dầu cho nó sôi ấy, đó thì trứng mới chín nhanh được. Ui, khó quá anh em à. Cái này thì căng rồi, cái này không được rồi. Thôi bây giờ trứng chắc mình sẽ chia làm hai đi. Chia làm hai cái trứng này đi. Lật đơn giản thôi, lật cái kia thì khó quá. Đây, một mặt chín, chín vàng luôn. Ui, nhìn ngon thật sự ấy. Đây, lật thêm mặt còn lại nữa. Rồi, đây rồi, đây rồi. Để thêm tầm 30 giây nữa. 30 giây nữa thôi thì chắc là trứng của mình cũng chín luôn rồi đấy. Ok, và hiện tại thì trứng của mình cũng đã chín rồi đây. Đây, mình sẽ vớt ra ngoài nhé. Thế là xong ngay một món đầu tiên. Khá là đơn giản mọi người nhỉ. Khó khăn đấy nhỉ. Cái muỗng căn bản nó, cái muỗng nó nhỏ quá. Mà đưa ra ngoài cũng khó nữa. Rồi, đây. Món đầu tiên của mình đã xong rồi. Đây anh em ạ. Trứng chiên. Đơn giản như vậy thôi. Thôi mình sẽ để qua đây nhé. Rồi chúng ta sẽ đến với món tiếp theo, đó là cánh gà. Cánh gà này trước khi chiên mắm ấy thì mình muốn chiên sơ qua để cho nó vàng cái lớp da ở bên ngoài đã, rồi mình mới sốt mắm sau. Rồi, đổ thêm một tí dầu vô bếp nữa đi.
Đây, đây là cánh gà. Sẽ bỏ vô nhá, căn bản nó trục nó cũng chưa khô lắm đâu. Bây giờ bỏ vô chắc chắn sẽ mang luôn. Ui dồi ôi. Thôi, văng như vậy thì mình nghĩ ấy, nên bật cái lửa nhỏ lại. Đó, chiên vàng ở bên ngoài thôi, cũng không cần bật lửa quá to để làm gì đâu. Ui dồi ôi. Ok, và xong hết rồi đây. Bây giờ mình sẽ đợi cái gà này nó vàng lại ở bên ngoài nhá, và mình sẽ vớt ra. Đây rồi, trong lúc đợi cái gà vàng ấy thì mình sẽ làm một chút nước sốt đi. Đây, việc đầu tiên mình cho đường vô đã. Gà chiên nước mắm có thêm một tí đường để nó dịu lại cái phần mặn của nước mắm ấy. Mình sẽ cho vô đây tầm 3 muỗng đường đi. 3 muỗng đường, 2 muỗng rồi, thêm 1 muỗng nữa. Đây rồi, 3 muỗng đường anh em nhé. Rồi, cho nước mắm vô. Nước mắm. Ngồi cho nhiều nước mắm một chút xíu, vì căn bản cái gà lúc này mình mua ấy mình thấy nó khá là nhiều đấy chứ. Đấy, thêm một ít tương ớt nữa. Nhà cũng gần hết tương ớt mất rồi. Thôi thì còn bao nhiêu cố gắng. Rồi ít thôi, tương ớt thì mình dùng ít thôi, không cần nhiều. Giờ mình sẽ khuấy lên cho đều anh em nhé. Khuấy lên cái hỗn hợp này cho đều đã. Ok, và trong lúc làm nước sốt đấy thì hiện tại gà của mình cũng đã chín vàng rồi đây. Đây, nó chỉ cần vàng như vậy thôi là như được rồi anh em ạ. Gà nó dễ chín lắm. Bây giờ mình sẽ vớt ra ngoài nhé. Đây rồi, vớt hết gà ra ngoài rồi. Ok, và giờ chắc là mình sẽ nấu luôn cái món gà chiên nước mắm nhá. Đây, đầu tiên anh em sẽ bỏ tỏi vô trước. Ôi, để cái tỏi cho nó vàng đều đã. Rồi sau đấy mọi người sẽ bỏ nước sốt vô. Đây, để tầm 30 giây thôi là tỏi này nó đã vàng rồi. Rất là thơm luôn anh em ạ. Ok, và hiện tại tỏi của mình đã vàng rồi đây. Giờ mình sẽ đổ cái phần nước sốt này vô nhé. Đấy. Đây. Sau khi đổ nước sốt vô xong ấy, bây giờ mình sẽ đợi cái nước sốt nó sôi. Đó. Đợi một tí thôi nó sôi, sau đó mình sẽ bỏ gà vô. Đây. Đợi phần nước sốt sôi thôi. Căn bản để mà nấu món này nó cũng khá là dễ. Chỉ cần có phần nước sốt, lại anh em chiên phần gà trước cho nó chín đi, sau đó mọi người bỏ vô để nó kẹo lại là được rồi. Ok, và sau khoảng 30 giây thì nước sốt của mình cũng đã sôi rồi đây. Bây giờ anh em mình sẽ tiến hành bỏ gà vô nhé. Đây. Cứ từ từ bỏ thôi. Đây, bỏ hết gà vào trong rồi. Giờ anh em mình cùng đợi cái phần nước sốt này nó kẹo lại nhá, và sau đấy mình sẽ lật gà. Thế là xong. Ok, hiện tại thì cái nước sốt nó cũng đã kẹo dần rồi. Bây giờ mình sẽ lật lại, lật mặt bên còn lại cho nó thấm nữa. Đó. Lật bên còn lại nữa là xong. Chỉ còn đợi thêm một mặt thấm nữa thôi là chúng ta đã nấu xong cái món gà chiên nước mắm rồi đấy. Đây, mình vừa lật xong rồi anh em ạ. Rồi, cùng đợi thêm 30 phút. À quên mất, cùng đợi thêm tầm 2 đến 3 phút nữa thôi là xong rồi đấy. Rồi. Ok, và hiện tại thì gà của mình cũng đã chín rồi đây. Tắt bếp nhá. Rồi, bỏ ra dĩa thôi. Ui. Thơm thế nhở, nước mùi luôn mà.
cái miếng gà nó vàng đều luôn. Đây rồi, đây rồi. Còn một ít nước sốt đấy. Còn một ít nước sốt trong chảo mình sẽ đổ ra ngoài luôn nhé. Rồi, ok là như vậy là mình đã xong món gà chiên nước mắm rồi đây. Đây, hiện tại thì mình đã rửa xong chảo rồi đây. Giờ mình sẽ bỏ lại lên bếp nhé. Món tiếp theo của mình chắc là rau xào đi. Đây, rau, phần rau lúc này cũng ráo nước gần hết nước rồi. Đấy, phần này mình sẽ chia ra làm hai. Một phần mình xào và một phần mình dùng để luộc. Để chia ra làm một bát canh nhỏ. Ok, và hiện tại thì chảo đã khô rồi. Giờ mình sẽ dầu ăn vô. Ít thôi, một ít dầu ăn để xào rau thôi. Đây, tráng cho nó đều đi. Thêm một tí tỏi lúc này mà mình có đập nữa. Đây, phần tỏi này, tỏi to thì khi mọi người xào rau nó mới ngon được. Đây, để tỏi cho nó vàng vàng một chút xíu nhé. Khoảng 30 giây thôi là tỏi này có thể vàng rồi. Ok, và hiện tại thì tỏi cũng đã vàng rồi đây. Đây là cái thời điểm mà chúng ta cần cho rau vào. Đây, rau muống. Rồi. Ui, vàng lắm anh em ạ. Ok, và sau khoảng 1 phút xào thì cái rau của mình nó đã teo lại rồi đây. Ui, lúc này trong cái chảo ấy nó khá là nhiều luôn. Nó đầy chảo luôn mà, nhưng mà xào rồi ấy, nó cũng teo lại thôi. Và đây là cái thời điểm mà chúng ta cần phải cho gia vị vào. Đây, đầu tiên chắc là mình sẽ cho cái mì chín vô trước. Mì chín rắc vậy để cho đều anh em ạ. Đảo lên một phát nữa, đảo lên một lần nữa, xong rồi rắc thêm. Đó, như vậy là cái gia vị của chúng ta nó sẽ được đều hơn ở trong cái rau ấy. Đấy, mọi người cứ đảo dần đấy, mọi người đảo xong rắc, đảo xong bỏ, đảo xong bỏ ấy, gia vị nó sẽ được đều hơn. Rồi, ok, và sau khi cho phần mì chín xong thì chắc là mình sẽ cho một tí muối vào nữa. Một tí muối đi, rắc nhẹ nhẹ thôi, chứ nó mà đổ ra nhiều thì lại mệt đấy. Rồi, một ít muối thôi. Đảo đều lên. Rồi, bật lửa nhỏ lại. Để nó từ từ nó thấm cái gia vị vô, rồi sau đấy mình sẽ tắt bếp nhé. Rồi, như vậy là xong rồi anh em ạ. Giờ mình sẽ bỏ phần rau này ra rỉa nhé. Bỏ phần rau muống xào này ra rỉa. Rồi xong rồi anh em ạ. Ui, nguyên một bó như vậy mà xào ra chỉ được có chút xíu như vậy thôi. Nhưng mà ba anh em ăn thì chắc là đủ rồi. Ok, và hiện tại chắc là mình sẽ nấu canh thôi. Đây, rau muống chắc là mình sẽ để luộc thôi, đơn giản thôi. Nước sôi thì mình cũng đã chuẩn bị sẵn rồi. Bỏ vô cho nhanh chứ bây giờ mà đợi cái nước này sôi chắc phải tầm 20 phút đấy. Một tô canh nhỏ thôi. Nước hiện tại chắc cũng đã sôi rồi, mình sẽ cho phần rau muống này vô nhé. Rau muống luộc thôi anh em ạ. Đây. Rồi xong rồi đây, đợi tầm rau muống này chín nhanh lắm, đợi tầm 2 phút là rau muống này có thể chín được rồi, có thể vớt ra để ăn được rồi. Và trong lúc mình đang nấu canh thì anh Vũ Mino có đem lên thêm một ít chả giò và một ít chả cá nữa. Đây, giò này chắc là mình sẽ sắt đơn giản thôi. Từng miếng được rồi. Đấy, sắt mỏng như vậy thôi. Xong rồi dán lên, kiểu như hâm nóng lại thôi ấy. Chứ cũng không cần phải, nó đã chín sẵn rồi. Bây giờ mình có thể ăn luôn, nhưng mà mình muốn nó được nóng lên ấy. Đây, cái này chả cá à, ngon phết đấy. Cũng sắt y như vậy thôi.
Đây, chảo này có sẵn ở đây rồi, bỏ thêm một tí dầu vô đi. Đấy. Bật cái bếp lên, cho dầu nó nóng đã. Cũng không cần dầu nóng nữa, mình có thể cho vô ngay luôn. Đây. Đầu tiên chắc là mình sẽ cho cái chả giò này vô đi. Rồi, tiếp theo sẽ là chả cá. Đây. Rồi, xếp đều là được rồi. Cho nó nóng thôi, cho nó nóng lên thôi là chúng ta có thể bắt xuống và ăn rồi. Đây. Rồi, sau khi để tầm 1 phút đấy, để nó nóng tầm 1 phút mình sẽ lật lại nhé. Lật lại tất cả đi. Ui, cái này cũng thơm lắm anh em ạ. Thơm thật sự luôn đấy. Nước mùi luôn mà. Ui dồi, nó vàng. Ôi, hiện tại thì tất cả cũng đã chín đều rồi đây. Các bạn là mình chỉ muốn hâm nóng thôi, cũng không cần phải chín quá đâu. Ôi, tắt bếp nhá. Vớt ra thôi. Mình sẽ tận dụng luôn cái dĩa trên trứng lúc này để vớt những cái giò này ra, những cái chả này ra là xong. Ôi, không đủ rồi. Khả năng phải thêm một cái dĩa nhỏ nữa. Thêm một cái dĩa nhỏ chắc là ok la luôn. Đây. Ôi, vậy là xong rồi anh em ạ. Rồi. Rồi, làm thêm một tí nước chấm nữa đi. Đây, trước tiên mình sẽ cắt ớt nhé. Ớt này cũng hơi cay ấy chứ. Đây. Thông thường thì những cái món chiên ấy, đa số mình đều chấm nước tương. Đây. Rồi. Ok la rồi anh em ạ. Đây. Một chén tương ớt. À nhầm. Một chén nước tương ớt. Anh Trường ơi, đây là cái bữa đầu tiên thật sự từ khi em ra Hà Nội em nấu, tự tay nấu luôn. Thì anh Trường thử trước nhá. Mời anh Trường thử trước, ăn thử món gà đi. Okay, xem nó cái vị nó như thế nào, có hợp với lại cái vị ở trong đây hay không ấy. Đó. Theo tôi cảm nhận thì ở đây có chả. Chả rán này thì chắc là không phải cảm nhận gì nhiều đúng không? Rán lên thôi mà. Có rau xào này. Đây là trứng chiên, nhưng mà ở đây, ở trong kia không ăn hành à? Dạ, em quên mua. Ờ, quên mua đúng không? Trứng này có hành hay không nó cũng được ăn ạ. Xin phép anh em là thử món trứng trước nhá. Trứng này thì tôi cũng làm cho cả nhà khá là nhiều rồi. Sao em chưa ăn nhỉ? Đấy. Hơi nhạt. Hơi nhạt. Không, mình chấm, mình chấm. Ăn phải chấm, ăn chấm. À chấm à? Dạ vâng, ăn nó nhàn một chút xíu. Em sợ các anh không ăn được mặn đấy, nên em cố tình làm nhàn một chút xíu xong ăn chấm thêm nước tương nữa. Xì dầu đúng không? Dạ vâng. Ok, bây giờ xin phép làm quả món cánh gà. Cánh gà chiên nước mắm. Dạ, cánh gà chiên nước mắm. Ủa, tôi nhìn thấy quả nước sốt này khá là sệt sệt nha. Hấp dẫn không anh? Hấp dẫn mà. Ủa, cái món này thì thơm quá chứ nhỉ? Món này nếu mà cho thêm tí đường nữa thì ok. Dạ. Thêm một tí đường nữa. Một chút đường nữa để cho nó có cái vị ngọt ngọt mặn mặn ấy thì ăn sẽ đưa cơm rất là nhiều. Vâng. Ok, thế là bữa đầu tiên này thì đánh giá là em Phúc là biết nấu nướng một tí. Mấy điểm hả anh? Ăn cho em mấy điểm? Chưa thang điểm 10. 7 điểm. 7 điểm. 7 điểm thang điểm 10. Ui, ăn khiêm tốn đấy nhở, cho số điểm khiêm tốn quá. Ok, em cảm ơn anh. Ok, em cảm ơn anh ạ. Rất là theo anh Vũ nữa đi. Mời anh thử, mời anh thử giúp em cái món gà. Tiên sinh chấm 7 điểm thì để tôi xem thử luôn món gà đi nhờ tiên sinh nhờ. Để thử xem món gà của em Phúc. Tại sao mà tiên sinh chấm được 7 điểm với cái món này? Thơm phết. Em thấy vị đậm mà. Ok mà nhờ. Đậm nhưng mà nó thiếu một tí đường. Thiếu đường à? Thiếu một tí đường. Nếu mà theo khẩu vị của em thì ok. Nếu mà bây giờ nếu mà nấu nướng thì sẽ mỗi người một cái. Đúng rồi, khẩu vị khác nhau. Đúng rồi. Nếu mà trên thang điểm 10 chắc em cho Phúc khoảng 8,5 đấy. 8,5 à? Ờ, khẩu vị của anh. Này dễ nuôi nhỉ? Em dễ ăn mà. Dễ nuôi mà đúng không? Ok, cảm ơn các anh nhé. Okay. Chắc là bây giờ thì anh em mình cùng ngồi ăn cơm thôi. Và vlog chắc là tới đây là được rồi. Cảm ơn mọi người đã xem. Và chúc mọi người sẽ có một ngày vui vẻ.